cảnh chiều tà ở Đồng Hới, Quảng Bình mọi người ơi. Tối nay hai anh em quyết định ở lại Quảng Bình giao lưu văn hóa, giải trí, vui chơi. Vừa tới Đồng Hới thì hai anh em thấy đói bụng quá, thấy cái quán bánh bèo bánh lọc thì ghé vô ăn thử coi như thế nào. Các bạn muốn xem một đêm ở Đồng Hới của bên nha. Này nó có nấm mèo nữa, mình trong những tôm trong này có nấm mèo này, muốn nằm ở ngoài khu vực ngoài miền Quảng Bình, thấy nó dày hơn, dày dày thịt nhiều. Dạ, bên Huế mỏng với lại là không có nấm mèo. Dạ đúng rồi. Mình làm là tôm nấm cuộn lọc đấy là tôm thịt nhỉ? Dạ. Ngon chưa? Nói chung cách làm hai miền làm khác nhau nha. Tên giống nhau nhưng mà cách làm khác nhau hết. Nhưng mà mình thấy ăn kiểu này cũng lạ lạ, cũng ngon. Bánh này thì người ta nhào khô xong rồi cho nhân vô rồi mới cho vô ấy. Nó cho vô bánh cuốn nướng à. Bánh hấp. Nhân giống như bánh ú. Rồi bánh bò lọc đi chú. Mà rồi. Ba đi sáu mình rồi. Căng lại thì. Máy nó quay không nổi luôn rồi nè. Để xem nó được không? Được. Đây tới quán của anh họ, anh cùng làng. Số đẹp 13 13. Có anh Phùng không? Anh Phùng đâu em? Dạ đang đậu ạ. Đậu cho khách hả? Dạ. Đây là hấu sao ạ? Ngồi bên kia đi, chúng qua kia ngồi luôn. Đây hấu sao súp bánh đa. Có khế, chuối khế. Ăn món tẩm bổ không à? Quỷ bò. Hấu sao. Món đặc sản Quảng Bình. Món hàu ngon chun. Ngon mẹ. Ăn rất là ngon, vừa miệng mọi người, chua chua ngọt, có chuối với lại chuối nấu như là thơm, như là cà xào. Chua chua và ngọt. Bánh đà là mẫu chun. Mọi người hãy bẻ một cái bánh đà, sau đó để một con hàu lên.
kèm ít nước. Và mọi người uống. Cho cảm nhận đi. Tôi thấy hàu nó mềm, kiểu như nó tan trong miệng rồi. Thêm hiệu giòn giòn của bánh đa. Ngon. Này là chim nè chung. Này khoai mai em xin bới mang theo. Mắm không? Nhiều kho cho mà. Kho với mắm. À mà mắm. Mắm tép. Em ăn giống mùi mắm mà trứng á men. Ừ, mắm tép. Nói chung anh làm toàn là đặc sản không mà. Cái món này món đặc sản Quảng Bình không? Còn em nghĩ con này con chim gì á? Con này khoai, khoai cũng nổi tiếng Quảng Bình rồi, bên tên. Này món này món gì anh? Đây là hâu sơ tuổi, hâu sau về từ chạp. Rồi. Hâu tưới bên lại ruột rám sau về từ chạp. Còn bên này tùy to, bên hấp bên nấm. Giữ nguyên cái vị ngọt. Còn đây thì bầu chân tôm khó đánh. Bầu gì? Bầu chân tôm khó đánh. À tôm khó đánh. Tôm khó đánh. Bầu mình chân xong mình xong về rau rắm rồi đó thì ăn thơm. Tại vì gà chân mắm ở đây mình làm như là cả Sài Gòn. Ừ. Tức là thì kỳ gia vị nhiều vì nó đúng là bằng lấy luôn. À nhiều gia vị hơn. Còn đây thì thịt có về mắm mắm cá. Mắm cá thì hẳn sẽ có măng. Ừ. Mắm cá đó mình sẽ măng cho nên là mình có về thịt thì mình chỉ có mình thêm vị chi lên. Để cho mình giảm lại nó mắng. Rồi con canh gì đấy? Con canh chua chả cá. Chả cá thì trong chung mình thì khá phổ biến. Bao nhiêu quá? Đến Quảng Bình là phải ăn khoai. Khoai luộc. Khoai này nổi tiếng mà không? À, đặc sản. Này là anh Phùng mọi người ơi. Hiện đang bếp trưởng đây. Là anh họ của Ben ở Thạch Hàng á. Nay đi có dịp ngang Đồng Hới nên ghé thăm anh luôn. Chun cu bia giùm Ben. Không mà rất là giòn. Ngon. Ngon.